đến nơi rồi. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là ở đằng kia. Ừ? Mày đùa tao à? Bụ dưa hết rồi mà. Nhìn nè. Ơ kìa, sao không có mình quả dưa ở kia? Là do tuần trước tao thất bại trong việc giải cứu trái dưa đó. What? Nên bây giờ ấy, mày phải có nhiệm vụ hộ tống nó về đây. Ừ, để tao cho. Ừ, được. À này, sao lại mình tao mà không phải hai thằng mình? Mày nhìn chân tao đi. Là do lần đó tao không may bị bắt nên đã bị phế mất đi cái chân trái này. Thế con muốn được bác tha không? Muốn. Thế thì để lại cho bác cái chân trái. Tao rất tiếc. Nên bây giờ mày phải giúp tao hoàn thành phi vụ đó. Được rồi, tao lo được. Hãy mang chiếc mũ cối của tao và trải qua những gì tao từng trải. Nếu mày làm được tốt hơn tao ấy thì hãy phán xét. Còn không ấy thì ngậm miệng lại. Tôi nói cho các bạn biết nha, ở cái xã hội này ấy, chỉ có làm thì mới có ăn nha. Chỉ có làm thì mới có ăn thôi. Mẹ ơi, thằng chuột quay rồi. Bắt được thằng đánh khuôn, vào đây. Cháu ơi, ra đi, bác không đánh đâu. Ra đi, cháu ơi, ra đi bác chia dừa nhá. Chia đôi. Bác ơi, cháu mang trả dừa cho bác. Bác đừng đánh cháu nhá. Đánh thì bác không đánh. Nhưng mà cho bác xin lại cánh tay phải. Đồng chí dừa à, nhất định ta sẽ hộ tống mày về nhà. Hôm nay thầy dạy các em động tác lê, trường hợp vận dụng trong trường hợp gần địch cần thu hẹp mục tiêu, lơi địa hình nhựa vật cao ngang tầm người ngồi, động tác cần nhẹ nhàng và thận trọng, động tác tiến chân phải co lên, tay trái chống về phía trước một cánh tay, bàn tay hơi chếch sang phải, dùng sức của chân phải và tay trái nâng người lên khỏi mặt đất và đẩy về phía trước. Mày mà không ra ai tao đốt cả bãi keo bây giờ. Thằng này nó trốn đâu mất rồi. Ui, hay lắm bạn ơi. Ở đằng kia mẹ ơi. Mẹ, ở đằng kia kìa, nhanh lên. Đây chính là kế điệu hổ ly sơn. Định qua mặt tao ăn, còn non còn xanh lắm. Wow, chắc chắn nó ở trong này này. Hai bọn con vào, quay nó.
nó chạy mất rồi. Trời ơi, đâu rồi? Động tác trườn thường được vận dụng ở nơi gần địch để dò gỡ mìn, chui qua hàng rào của địch, hoặc khi cần vượt qua địa hình bằng phẳng, lơi treo quất, che đỡ cao ngang tầm người lập, hai tay đưa về trước, hai mũi bàn chân co về trước, dùng sức của hai tay và mũi bàn chân nâng người lên và đẩy người về phía trước, tay phải cầm ốp lót tay nhấc súng lên. Thành công rồi bạn à. Bạn à, bây giờ tớ có thể ăn nó được chưa? Không, hai thằng mình không được ăn nó bạn à. Tôi sống chết mang nó về đây, giờ bạn không cho tôi ăn à? Bạn có biết ai đang cần những lương thực thực phẩm này nhất không? Không phải là chúng ta thì là ai cần nữa? Chính là những đồng bào miền Nam đang căng mình chống dịch. Chúng ta phải góp một phần nhỏ nhoi vào đây. Tuy tôi nghèo nhưng mà tôi có đức, tuy tôi là ăn trộm nhưng mà tôi có tâm. Thôi, chúng ta cũng đi ủng hộ miền Nam. Đi. Video này. Tập video này có sự tham gia của Ngáo Đồ nên là rất là khó để phối hợp. Bột xuống cái chân.